Tiếp tục nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở là vấn đề đang được Hội nghị Trung ương 5 thảo luận và cho ý kiến. Còn trong thực tiễn, đảng muốn mạnh thì phải mạnh từ các chi bộ. Để có được điều này, chất lượng của từng buổi sinh hoạt chi bộ cũng phải thực chất, hiệu quả, nhất là tại những chi bộ có đông đảng viên. Nhiều địa phương trên cả nước đã có những cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Có hơn 90 đảng viên, nhưng ở chi bộ này không mất nhiều thời gian để điểm danh. Tất cả các tài liệu cũng được gửi trước cho đảng viên nghiên cứu ít nhất 2 ngày, nên gần như toàn bộ thời gian sinh hoạt đều dành cho thảo luận. Sau khi áp dụng sổ tay đảng viên điện tử, chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Trước đây riêng khâu điểm danh của chúng tôi cũng đã mất sấp xỉ 20 phút. Đọc văn bản thì cũng phải mất là 15-20 phút. Do đó số đảng viên phát biểu là chỉ 7-8 người thôi. Sau khi mà sinh hoạt theo sổ tay của đảng viên điện tử thì thời gian nó sẽ giảm đi, và cái số lượng thời gian đó thì sẽ tập trung cho đảng thảo luận tại trường. Ở Thái Bình, khi sinh hoạt chi bộ, chiếc điện thoại thông minh là vật dụng không thể thiếu, vì nó tham gia vào hầu hết các khâu như điểm danh, nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến. Và cuối buổi thì lại được sử dụng để chấm điểm và nhận xét chất lượng của buổi sinh hoạt đó. Chuyển đổi số nó không phải là làm thay, nhưng nó nâng cao chất lượng lên. Khi triển khai đồng bộ thì nó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ khi nghiên cứu tài liệu đến khi phát biểu, chỉ đạo và tham gia, nó phát huy được hết trí tuệ của từng đảng viên. Từ đó mỗi một đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực, là một người đi triển khai đồng bộ, thống nhất, và chắc chắn cái nghị quyết của đảng nó được bao quát, bao phủ, và vai trò lãnh đạo của đảng cao hơn. Sinh hoạt thế nào cho hiệu quả? Thực chất tại những chi bộ có đông đảng viên là vấn đề đã được đặt ra trong những năm qua, nhất là ở các chi bộ có tới vài trăm đảng viên không phải là hiếm. Ứng dụng công nghệ là một giải pháp. Làm được như thế là nó đi đúng được với xu thế phát triển của cách mạng 4.0. Nhưng mà tinh thần lại phải nỗ lực hơn, đảng tính, cái tinh thần trách nhiệm của người đảng viên lại phải cao hơn, không ỷ lại vào công nghệ thông tin mà mình phải làm chủ nó, để nâng cao được cái chất lượng sinh hoạt chính trị và trình độ chính trị của chính bản thân mình. Trở lại với những chi bộ thời 4.0 ở Thái Bình, áp dụng công nghệ là cơ sở để sau 3 năm nữa, 20% số chi bộ trong toàn tỉnh sẽ đạt tiêu chí chi bộ kiểu mẫu như đề án mà địa phương này vừa triển khai. Nhiều cách làm hay, giải pháp mới trong xây dựng đảng từ các chi bộ đang được khuyến khích, với mục tiêu cuối cùng là phát huy tốt nhất vai trò của từng chi bộ, từng đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.